Yo yo, hello nha, chào người nha. Chào mừng quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, lại là mình đây, Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui các bạn. Ok, ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video tổng kết tổng hợp tất cả code hiện giờ của bên game lại cho anh em luôn. Lý do thì rất là đơn giản thôi, bởi vì rất là nhiều bạn xem phải những video cũ của mình, xong thành ra là có rất là nhiều code cũ nó hết hạn rồi, xong nhiều anh em vào comment bảo anh ơi các thứ. Các bạn phải nhớ các bạn đến ngày xem nhá, bởi vì anh em xem vào video cũ thì tất nhiên code nó hết hạn, làm sao mà mình biết được. Nên làm sao ra hôm nay mình cũng đang rảnh, mình sẽ làm một cái video tổng hợp các code lại cho anh em luôn. Cũng lâu lắm rồi không làm video tổng hợp code đúng không? Này chúng ta đi xem, đi tổng hợp xem là bên game hiện giờ còn bao nhiêu code dùng được nha các bạn nhá. Xong một phần nữa thì trong cuối video thì mình sẽ lập hack săn AC cho anh em luôn. Nhiều bạn hay hỏi là ủa xanh không làm cái gì suốt ngày làm code vậy, cũng muốn làm cái khác lắm, bạn nào qua cũng xịn xò cho mình mượn với. Mà mượn từ bữa giờ chả ai cho mượn hết, đã buồn thật sự ạ. Buồn kinh luôn á. Kêu anh em nào qua cũng xịn xịn cho mượn ké mình làm video với thì không ai nhắn tin, không ai gửi ạc cho thì làm gì có ạc đâu mà làm video nữa. Đó anh em nào mà qua có xịn xò một tí cho mình ké mình làm video với nhá. Để thay đổi ý tiêu đề cho anh em xem đỡ buồn ạ. Sự suốt này cốt mình cũng cảm thấy hơi mệt. Cứ mỗi ngày lại phải đi săn cốt, mà cốt thì đâu phải game hôm nào cũng ra đâu anh em. Mà mỗi ngày nó còn hết đi nhưng nói. Đây con hạc chính của mình đây các bạn. Đấy, hôm nay thì đi hốt quà đầu tiên đã này. Đấy, vừa mới làm nhiệm vụ xong được một đống quà đây anh em. Đặc biệt hôm qua bên game vừa mới gửi quà bảo trì này, không biết anh em nhận chưa? Bảo trì ngày 16 tháng 10 đấy. Chỉ nào tài khoản đăng nhập trước ngày 16 tháng 10 mới nhận được nhận này. Đó, rất là ngon luôn. Nói chung là cũng ổn thôi chứ ngon thì cũng ngon hẳn. Ôi nhiệm vụ khó từ 4 đến 7 sao à? Thôi bỏ đi, được nhiệm vụ nào làm nhiệm vụ đầy đại đi thôi. Hay là phải làm VIP lên thì mới có thì mình không biết. Thôi đành chịu thôi anh em, cam chịu số phận vậy. Thôi bỏ đại đi, mất hết kim cương rồi. Ok, hợp đồ nào, xem được món gì ngon lành không. Thôi giờ chúng ta cũng đi xem bên game hiện giờ còn bao nhiêu code nha các bạn nhá. Ok, vui chơi ạc mình tí thế thôi. Giờ qua chúng ta cũng đi nhập code ở bên server mới rồi săn ACE luôn anh em. Ok, đây là con hạc đầu tiên nha mọi người nha. Ngày mới vui vẻ 15 này, mật khẩu Gmail y nguyên luôn. Đó. Anh em ạ. Làm thích chơi đấy nhá, 153 này, tài khoản mình thay đổi thôi, nó mật khẩu vẫn y nguyên. Được rồi. 151 đi. Rồi, ok giờ mình cày nhá, sau đó mình sẽ vào phần nhập cốt và mình sẽ nói cho anh em hiện giờ cốt của bao nhiêu cái ạ. Thì mình cày đã. Ok, thì mình đã cày xong rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi nhập cốt ở server mới nhá. Để xem hiện giờ bên game còn bao nhiêu cốt ạ. Thì anh em xem video các bạn ý ngày đăng nhá, vì nhiều bạn xem những video của tháng trước lận có một số code ví dụ như là bây giờ group 20k này nó đã hết hạn, xong rồi ví dụ như là 09 code 09 đây 11109 2020, những code đen rất là cũ rồi, nó hết hạn rồi. Nhưng nhiều anh em lại bảo mình nó là lại bảo mình đi lừa đảo được code đen nó không còn, thì mình bảo ngay là code đen nó không còn rồi mà. Ngày nào mình cũng cập nhật code cho anh em rồi. Bữa nay mình cũng đang muốn review ạc, bạn nào có ạc mà ạc top xịn sò là anh em nào có nhu cầu mà quay tướng bằng thùng bia mình nhắm ạc mình mượn mình quay với nhá. Còn ạc chính mình đang thúc tích thùng bia để chơi sự kiện tuần sau nên là giờ chưa quay được. Đây đang tích sự kiện để chơi thùng bia tuần sau anh em.
Đấy, tuần sau sự kiện nó sẽ ngon hơn, mình sẽ chơi tuần sau ạ. Chiêu mộ hải tặc 200 lần cũng nhận được nhiều đồ ngon này, mình cũng đang tích cái này. Nói chung mình đang tích để tuần sau mình sẽ làm một phát, mình ăn full hết xe sự kiện luôn anh em, full sạch sẽ luôn, không trừ món nào. Đấy, đang bạn tuần sau cũng đang tích 80 thùng bia này, 200 lần quay này. Đấy, rồi vòng quay may mắn nữa này. Ở chiêu mộ hải tặc 200 lần rồi vòng quay may mắn nữa này, vòng quay may mắn bao nhiêu? 400 lần nữa. Cố gắng để tuần sau chơi anh em. Ok, giờ thì đầu tiên mình sẽ đi nhập code trước nhá. Nhập code để xem bên giờ game hiện giờ còn bao nhiêu code còn dùng được ạ. Game thì rất là nhiều code luôn, anh em cũng để ý mà nhập. Nếu anh em mà muốn chơi qua server mới chơi ấy, chúng ta sẽ có những bộ code sau. Gói quà 1 từ 1 đến 4 này. Hướng dẫn tân thủ này, giải đấu 1510 này, giải đấu 1310 này, group 30k livestream 910 này. Ngoài ra còn VIP code 2 triệu và cái code tuần đó là code 1210-2020. Đó là tất cả code hiện giờ của game. Tính sơ sơ là cũng 12 cái code nha mọi nhá. 12 code hiện giờ chứ không phải ít này. Một cái nhá, mình sẽ nhập hết luôn cho anh em xem. Để xem là có cái nào hết hạn không, nhưng nhiều bạn cứ comment, nhiều khi mình cũng thấy tủi thân. Hôm nào cũng cập nhật code cho anh em. Nhiều khi cũng sợ video nó nhạt nhưng mà sự là cũng không biết quay gì. Đấy, arc top thì mượn mòn mồm nhưng mà trả qua cho mượn, arc mình thì hơi cùi. Tiền thì chưa có để nạp thì đành vậy thôi, biết sao giờ. Còn đầu code game thì mình vẫn cập nhật 24, 24 chuẩn bị này. Code 20 tháng 11 nha anh em nhé. Các bạn sẵn sàng để săn chưa? Đấy, các bạn đã chuẩn bị tinh thần để săn code 20 tháng 11 chưa ạ? Chuẩn bị săn nha các bạn nha. Đây. Đó, giờ mình sẽ nhập nguyên bộ code này vào. Bộ code này mình có để dưới phần mô tả của video luôn, anh em để xuống xem này. Đó. Ví dụ như cái game, cái code mà game hay nhất, hay nhất Việt Nam á. Đây, một cái hết sử dụng này anh em này. Đó, livestream 911910 nha, hết hạn nha. Đó, mình tí mình cũng để dưới phần mô tả luôn này, mình cũng xóa đi luôn ạ. Đây, mình xóa nó đi luôn anh em. Tốt nhất là xóa luôn. Đó, xóa luôn, không tí lại quên anh em. Đó. Đấy, giờ là chúng ta có 11 code thôi anh em, cho 12 code nha. Để mình thử gọi lại con nào. Game hay nhất Việt Nam đúng không? Game hay nhất VN này, code của đợt trước một tháng, mừng một tháng này đó, không còn nữa này. Nên livestream quên cái này hết hạn rồi anh em. Đợi, vậy là chúng ta giờ còn 11 code nha các bạn nhá. Đây. Đấy, giờ tổ hợp là chúng ta còn lại 11 cái code ạ. Đó, dành cho anh em nào đang có nhu cầu chơi, 11 code thôi anh em chứ không còn 12 code nữa. Đấy, nhưng mà rất là ngon, 11 code thì chẳng nữa vẫn rất là ngon. Đây, nhận quà về này các bạn thấy này. Trời ơi. Mình phải nói quà quà nó phải nói xịn sò anh em. Đó, lại bảo không xịn đi. Đó, lại bảo không xịn đi nha. Quá ư là xịn luôn ạ. Đấy. Có 1k kim cương rồi, mình sẽ lại mua luôn ạ. Ô cái này ngon nhỉ, qua xem mới mua được ấy. Xong rồi vào dương kho báu này, mua thêm được 2 thùng bia hay mới được quay. 2 thùng bia ngon hơn ạ, mua 2 thùng bia. Đấy, vậy là từ từ. Từ phải cố gắng anh em. Cố gắng. Lợi dụng điểm nát. Vẫn không được à? Cứ tắt mạng đi coi nào. Gây lag không được ạ, gây lag. Mình muốn vào cái khu thành tựu anh em, muốn vào khu thành tựu á để gây lag để vào khu thành tựu để nhận thêm quà cho bên để nhận thêm kim cương ạ, nhưng mà không được. Thôi kệ bỏ đi. Chúng ta đi chơi bộ tướng nhá. Vậy 13 phiếu, 13 lần rút luôn ạ. Thế một số anh em chỉ đó là X10 trong X1 chay nó sẽ ra dễ ra hơn. Uầy, ra được 1S thôi ạ. Uầy, ra được 2 con tướng 5 sao ạ. Cái thế. Chù chà. Cay thế nhờ. Hoán đổi coi. Luffy này. Khó ra thế nhờ. Đây là tất cả code hiện giờ của game đây anh em. Để mình lập theo con nào nữa anh em. Lần tới mình thử rút ít chay coi nào. 13 thùng bia giờ lại càng lúc càng nhiều mất. Đây còn mất một cái thùng nhá. Đấy nó còn code livestream 1910 nữa thì anh em lại còn có thêm một cái thùng đấy này. Các bạn có 14 thùng bia rồi. Uầy, hàng này cũng nhiều S này. Đó, hàng này mới chơi cũng nhiều S này anh em này. Nếu bạn thích thì lấy nhá. Đó, mật khẩu tài khoản mình để đã rồi. Giờ mình sẽ lập thêm một con nào nữa. Ok, tài khoản tiếp theo đây các bạn, anh em xem vui vẻ nha, 51. Đó, tại mật khẩu cũng equal luôn anh em, GMA equal luôn. Mình thêm số 2 vào nữa vậy. Không được thì đổi sang số 1 vậy.
Rồi ok mình cày đây nha. Ok, nói chung thì hôm nay thì tổ hợp lại tất cả code cho anh em là mới chơi nhá. Chứ anh em mới chơi cần nhập code đây thì giờ là còn rất là nhiều code, anh em tranh thủ thời gian nhập này. Và nhập mình khuyến là các bạn nên nhập hết code ạ, vì nhập hết code giờ nó sẽ ngon hơn. Đó, mình cũng khuyên anh em vậy luôn. Đó, mình cũng nghĩ các bạn nên nhập hết code nhá. Vì nhập hết code giờ anh em còn có thể mua thêm này. Đây. Các bạn có thể xuống khu vực kho báu anh em mua thêm nữa. Đó, mua thêm được 2 thùng bia này. Đấy, sau khi có 2 thùng bia này các bạn còn có thể mua thêm từ từ. Thể bên game hack nát mới khó nhờ, bởi game bên hack nát bên game khó quá. Các bạn nên đi chơi mộ trước nhá. Đây, các bạn cũng lên đi chơi mộ trước ạ. Có thể cái này là không lên nhưng mình nghĩ các bạn cũng lên đi chơi mộ trước. Để lấy thêm một thùng bia nữa, sau khi anh em chơi mộ được 25 lần nó sẽ tặng cho anh em thêm một thùng bia nữa. Đây, các bạn cứ chơi mộ xong. Rồi nó sẽ gửi cho anh em thêm một thùng bia nữa. Đây, đó, rất là ngon luôn ạ. Vậy là vị trí giờ anh em nó có tận 14 thùng bia để săn ở server mới rồi. Sợ thật, 14 thùng bia mà không ra được đến một SS khó ghê á. Thề bên game làm khó ghê thật sự ạ. Mình cảm thấy bên game làm khó quá. 14, 15 thùng bia mà không ra được SS. Thế nhưng mà thấy hôm qua nhiều anh em săn vẫn được ra nhiều pet ngon lắm. Là tướng ngon lắm. Thấy nhiều anh em comment bảo tướng nhiều tướng ngon lắm. Nói chung video video này thì mình muốn tổng hết kết lại một lần nữa. Đấy anh em nào mà vì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, mình mong rằng anh em đã xem video thì để ý nhá. Đó, code thì mình cập nhật 24 trên 24. Các bạn ý mà tham gia nhận quà, nhận code chuẩn. Không khi nhận code sai thì cứ vào comment anh ơi. Đó, code không phải code, code thì vẫn nó vẫn hết hạn hàng ngày anh em. Đó, mà nó vẫn ra rồi nó vẫn hết hạn. Còn hôm tới thì sự kiện 20 tháng 11 thì mình sẽ lại săn code, và anh em nào hứng thú thì ấn đăng ký kênh để có thể nhận được video về code 20 tháng 11 sớm nhất từ mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và video này chúng mình cũng xin phép tạm dừng tại đây thôi. Là một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye, tạm biệt. Và nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn rất nhiều.